chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sophie Kiều Cuộc Sống Mỹ nha. Sophie Kiều Shop. Hiện nay cái thùng hàng này của Kiều nó mới về nè. Đó, thùng hàng mỹ phẩm là nó về trước một thùng. Đây là quá trời nè. Ủa chứ đi đâu mày? Đi đâu đây? Cái này là đang chuẩn bị cho cái tiệc trang trí hồi nôi mà mới chia ra được một tí xíu thôi các bạn. Hồi đây là cái thùng hàng thuốc của Kiều mới lấy được một ít để chuẩn bị giao cho các bạn bên Việt Nam đó, giao cho đại lý rồi sĩ bên Việt Nam đó các bạn, mới mua được một ít thôi. Đây là thùng hàng mỹ phẩm bên Hàn Quốc gửi qua bên Mỹ thì nhận được một thùng rồi, còn một thùng nữa đây nha các bạn. Nặng lắm cái thùng này mà Kiều gửi hai thùng là gần 50 kg, thì cái thùng này nó nặng hơn cái thùng kia. Thùng này là 30 mấy kg, là 60 mấy bao đó các bạn nè, quá trời đồ nè. Bây giờ là Kiều khui nha, nhà không có cái dao rập đọc giấy nên lấy cái dao này đọc cũng được. Đó thì lấy cái dao này đọc cũng được chứ cũng không sao. Ai vừa đọc nãy giờ phải đợi về hồi sáng nóng hổi luôn, thì bây giờ là bên Việt Nam cũng đang ngủ rồi đó, Việt Nam mình cũng đang ngủ rồi, thì ở Mỹ thì đang làm buổi sáng, ở Việt Nam mình đang làm ban đêm. Hiện tại bây giờ là đang là 2 giờ đã các bạn. Kiều nhận được thì gọi khui liền luôn, tại vì bên Mỹ thì Kiều nợ đơn của các bạn nhiều lắm, cho nên là vội khui hàng để mà trả hàng cho khách đó các bạn. Đó thì bây giờ là khui hàng. Còn một thùng nữa nhưng mà chắc cũng cỡ 2-3 ngày nữa cũng được, tại cái thùng đó nó chuyển sâu. Không biết sao mà, tại vì cái thùng đó là trong đó là có mỹ phẩm, có thêm một ít đồ của Kiều của các bạn, nên là cái thùng nó chuyển sâu không đi cùng. Nhà không có cái rau đi rạc giấy các bạn để bán hàng rồi đầu tư ngày mai, đầu tư bây giờ rọc giấy. Đó vậy là khui hàng. Đây là khui hàng. Còn một thùng nữa nhưng mà không biết khi nào mới nhận được đây. Đó, Kiều đang lấy một lần, là Kiều lấy một lần 40-50 kg gì đó các bạn, để mà mình đỡ phí ship thôi, chứ không phí ship nó cao dữ lắm, chịu không có nổi luôn á, thì thật sự phí ship mỗi lần nhắc tới là muốn né thở luôn. Wow, khui cái thùng hàng mà ngồi đó mấy phút trôi qua mà chưa mở ra được, mấy phút trôi qua cũng chưa mở ra được luôn. Cô gái Sophie đang ngồi lên xe đẩy nè. Rồi để Kiều đi cấp video cắt. Khui hàng nữa nè. Chết. Đây, tăng. Ủa? Cái này là cái thùng này. Wow, vậy là cái thùng trước rồi, sao chưa thấy ta? Cái thùng này là đồ của Kiều, trong này có đồ của Kiều và chắc là cũng có đồ của Kiều và chắc là cũng có. Đây nè các bạn, thì bây giờ là Kiều
Đây là có hàng hóa này. Các kiểu này kia này hả? Khui hàng, khui quà. Cái này là không phải, cái này là không phải thùng mỹ phẩm rồi các bạn ơi. Không phải là thùng mỹ phẩm rồi. Thùng mỹ phẩm của Kiều đâu hè. Thùng mỹ phẩm của Kiều đâu ha. Không phải rồi, mấy cái này là đồ. Cái đồ này là đồ của Kiều nha. Rồi giờ cái phần thùng mỹ phẩm tới Mỹ này mình chưa có sang Nhật Bản rồi. Quá trời luôn. Uống gì đây? Khi nào gửi lộn đồ không ta? Khi nào gửi lộn ha? Kiều Hồ, ok. Cái này gửi thứ 5. Thứ 5, thứ 6. Ngày thứ 2 nhận 3 ngày rồi gửi thứ 3. 3 4 5 lại hỏi thứ 5 tuần trước nhận rồi bây giờ chưa có ngày luôn. Đây nè các bạn, thì sau khi rồi đây nè các bạn, thì mấy cái đồ mỹ phẩm ở tuốt dưới cái thùng á thì gồm có những set đây nè. Đó, cái set này. À, set Essence của Sozeran nha các bạn nha, nguyên một set luôn nè. Có cái chai lớn rồi có mấy chai nhỏ. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi, nơi dưới các bạn kiểu mới sóc lên á. Đây là Suwesu. Wow. Thê hồ luôn. Wow, hộp Suwesu nè các bạn. Quá đẹp luôn ha. Quá đẹp, quá xá đẹp luôn. Chai bằng sành nha các bạn nha. Nặng lắm à. Cái giấy cái đồ hết luôn. Rồi tiếp. Tiếp ở trong đây là gồm có hộp tế bào gốc. Tế bào gốc của Ruben Choa. Đây có miếng giấy nè, gồm 28 cái. Quá đẹp luôn các bạn ha. Đó là Kiều tui tiếp đây nè. Hàng mới về là Kiều sẽ ship đi một ít đơn hàng trẻ cho khách nha. Trong cái thùng này là gồm có một ít áo quần của Kiều nữa các bạn ha. Nên Kiều cũng quay thì chỉ quay mỹ phẩm thôi. Rồi cái này là kem dưỡng của Sozeran. Quá đẻ luôn. Có giấy cá đồ bill trong đây. Có giấy trong đây hết tất cả luôn nè. Cái này đại tế bào chết. Cái này sữa rửa mặt nè. Cái này cũng sữa rửa mặt nè. Cái này sữa rửa mặt Ruben Choa luôn nè. Đó. Cái này là dặm tóc nha các bạn. Cái này là serum. Serum của Mise. Cái này cái này là sâm núi nha các bạn. Đặc dữ lắm nè. Rồi. Cái này là kem. Kem phải không? Cream. Đây là kem vàng 24K nè các bạn. Đây là chống nắng của Ruben Choa luôn. Đó, rồi cái này. Này. Đó, cái bộ Isanox. Quá đẹp luôn. Wow. Cũng là bằng sành hết luôn đó các bạn. Bộ này quá trời luôn ha. Coi bao nhiêu món là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món. Set Isanox 8 món. Mua set xài rất là tiện lợi luôn các bạn. Rồi, wow.
tinh dục thông. Tinh dục thông. Tinh dục thông đỏ đó các bạn. À, cái này Essence của The History. Đẹp quá ha. Cái có phiếu nữa nè. À, wow, đẹp quá ha. Hồi bữa Kiều có bán cho khách rồi. Khách dùng khách nói là xài rất là thơm. À, wow, có cái vỏ bọc rồi, dễ thương đẹp quá ha. Rồi một cái kem. Kem này kem ốc sơn. Rồi này là một cái kem. Kem ốc sơn. Đó, cũng đầy đủ luôn các chị kiện nha. Cái này là kem History á các bạn. Ủa Kiều có bán rồi, khách rất là ok. Kiều nhập thêm, tại vì có sale quá. Đây các bạn. Wow, quá xuất sắc, quá đẹp luôn. Hàng sale, sale ở History á. À, của cái mỹ phẩm của The History Cream của Vu các bạn đó thì nó ở trong này đó, thì bây giờ Kiều bỏ vô cái loại này là hàng mắc tiền, có giá siêu Kiều mới dám ra lấy về bán, khách mới mua cho mà mua giá gốc thì nó mắc dữ lắm các bạn ạ. Cool. I love you. Đẹp quá đẹp. Rồi hết rồi, bây giờ còn dưới này là có em, có đồ của Kiều. Đồ của Kiều á. Lưng của em Kiều nó mua Kiều ta, tại vì cái ốp lưng điện thoại bên Mỹ nó mắc quá bạn, em Kiều mua cho Kiều mấy cái ốp lưng, bởi vì mà các hai thùng hàng nó về hai chuyến khác nhau á, mà cái thùng hàng mỹ phẩm thì nó đi trước, cái thùng hàng kia là cái thùng hàng mỹ phẩm nó đi trước, còn thùng hàng này là áo quần với mỹ phẩm đi sau, mà sao cái thùng hàng này tới trước, thùng kia tới sau, em không hiểu luôn. Nãy khui ra thì tưởng cái thùng hàng mỹ phẩm nhiều quá. Tại vì thùng em nó mỹ phẩm nó ít, tại vì có ít hàng, cái đồ của em thì nó gửi cho Kiều quá các bạn. Đây, ở bên Mỹ nó bán ốp lưng mắc quá đi các bạn, bởi vì Kiều mới nhờ em Kiều mua dùng cho Kiều cái ốp lưng iPhone 1 Pro Max. À, Kiều đang quay nè, Kiều đang quay bằng điện thoại này đó, thì em Kiều mua mấy ốp lưng dễ thương không? Một nè, hai nè, ba nè, dễ thương ha. 4 ốc lưng trong. 5 nè. Không biết cái. Thấy nè, phải không? Thấy không? À, thấy không? Nhiều khi điện trước mặt Kiều nó chói quá không thấy rõ đó. Wow, vậy là điện thoại của Kiều có ốp lưng xài rồi. Điện thoại mà xài năm mấy rồi, cả 2 năm không có ốp lưng. Thoại xài năm mấy mà không có ốp lưng, có một cái ốp lưng trong xài biết. Cái ốp lưng trong không mà Kiều mua cũng $17 ốp lưng trong, bởi vậy thế nên mỗi lần mua ốp lưng nó tiết tiền không mua đó, em Kiều nói mua với Kiều ha, ốp lưng trong. Cái còn mới ốp lưng này nè, ốp lưng của iPhone 8 của Kiều nè, lưng iPhone 8 đó nè, hai cái màu đen hết luôn á hả, nhìn trơn nhìn trong nè. Rồi ốp lưng này iPhone 1 Pro Max nè, này iPhone 8 luôn. Ok, mua giùm cái iPhone 7. Nhiều ốp lưng dễ thương đẹp quá ta. Thank you em gái Kiều nha. Wow, còn nhiều đồ lắm, là có mấy cái đồ kia đường nó tiện mở cho các bạn coi á. Còn mấy cái đồ này như là bỏ cái áo quần phía dưới xong rồi nhét mỹ phẩm ở giữa xong rồi lớp thêm bỏ áo quần ở bên dưới
xong lớp chính giữa là mỹ phẩm, xong lớp trên là áo quần đó, để nó phải gom lại cho nó khỏi bị rớt ra đó các bạn, không không bị bị hư gì cả đó. Rồi cái thùng này là cái ốp ốp anh bắt quá xế đẹp luôn. Wow, iPad có cái ốp lưng mới rồi nè. Bên này bán ốp lưng mắc quá các bạn ạ. À, em nhờ Kiều, nhờ em Kiều mua mấy ốp lưng bên Việt Nam á, ốp lưng iPad, iPad Air. Thế còn Kiều mua cái laptop sau, mà lúc đó hàng đi rồi, cho nên là cũng đâu có mua được ốp lưng ốp liếc gì đâu. Cho nên là iPad, cái laptop Kiều không có ốp. À, dễ thương quá ha. À, ốp dễ thương ha. Một cái nè, hai cái, ba cái. Ủa mua có ba cái nè hả? Ba cái là 3 triệu á. Thì cái lựa cũng đẹp. Đẹp, ốp lưng đẹp dễ sợ nè chồng. Nè. Rồi, Việt Nam làm đẹp dễ sợ hơn. Chồng kiểu anh khiên đẹp mà. Rồi, Việt Nam làm. Không, cái này á hả? Nói chung là nó không rỉ, ở bên Mỹ nó quá đẹp nè. Đẹp quá dễ sợ. À, ốp nè, để gì nữa nè. Ờ, ở Mỹ là mấy cái ốp này là 40-50 đô ốp đó các bạn. Ốp đây ở bên Mỹ á bán 40-50 đô một cái đó các bạn à. Ờ, ốp đây là bán đồng rỉ đó nè. Ốp đây ốp con gấu dễ thương nè. Wow, dễ thương quá nè. Ốp dễ thương. Để ta đưa về cái ốp cho xem. Tại ốp lưng iPad mình xài nhiều lắm. Ốp điện thoại cũng được. Tiên kia bên trái nha. Rồi. Mua. Mấy giờ chị có mua ốp đồ để mặc. Đồ ngủ ở nhà với là đồ mặc ở nhà các bạn. Nên là cũng không có tiền mở cho các bạn xem. Mặc đồ ở nhà Kiều thích mặc mấy đồ Việt Nam á, tại vì ráng dán mềm, với lại mặc giặt rồi có bị gì á hư được đỡ tiết tiền, với lại đồ kiểu đó xịt tin dễ thương. Chứ còn đồ bên Mỹ thì cái kiểu xịt tin dễ thương không có, toàn đồ trơn trơn kiểu ấy thôi mà. Kiểu thích kiểu mấy kiểu trơn trơn rồi vậy. Rồi là xong. Gái mua ngủ rồi vậy? Xong hết mỹ phẩm luôn rồi đó các bạn. Thương nhiều. Rồi. I love you. Hết mỹ phẩm rồi đó. Bây làm nha. Rồi. Xong. Xong một cái thùng. Thùng của Kiều để xong. Thùng gồm có đồ mỹ phẩm, đồ đẹp, áo quần. Các kiểu này kia. Đó, xong. À, quá trời. Tính ra một cái thùng này mà đựng một mớ đồ này thì cũng nhồi nhét dữ lắm chứ phải giờ. Đó, vậy thôi. Đồ đẹp. Các kiểu đây nè. Kiều có mua một cái cây gậy ở bên Việt Nam nè. Cây gậy để quay video này các bạn. Tại vì cái cây gậy của Kiều á, em quay này nó bị xuất cái ống rồi. Cho nên là Kiều nói em Kiều mua cho Kiều cái khác. Ở bên Mỹ thì cái cây này nó rất là mắc. Nó rất là mắc. Cho nên là sẵn mua bên Việt Nam mà sẵn mua luôn cho Kiều dùng luôn. Đó, thì cây này rất là mắc, mấy chục đô đó. Mà cây bên Mỹ xài đâu cũng có mấy bữa, đâu cũng biết sao cũng xài cho cũng bị lỏng ốc. Bởi vì cây đang dùng nè. À, bởi vì Kiều mới mua cái cây bên Việt Nam. Còn cái cây đây là cái cây gì đây? Chắc cái cây đây với cái cây đây là một bộ ha. Bởi vậy hàng hóa các kiểu à. Đã quên giới thiệu với các bạn nói luôn. Đây cho các bạn xem cái này nha. Cái này. À, cái này là cái này là đồ thầm kín của con gái, cái dây áo mực trong á các bạn. Ở bên này là Kiều tìm không có. À, không biết các bạn có biết mua ở đâu hay không, chỉ Kiều chứ Kiều tìm không có thấy cái áo ngực mà dây ngực trong á. Kiều tìm không thấy thì em gái Kiều đã mua tặng cho Kiều nè. Các bạn thấy không nè, đó thấy không đó, thì trong này là có hai cái mũ. Bữa em gái Kiều nó đi xe ba du lịch á, đi du lịch xe ba thì mua cho Kiều một cái mũ để Kiều đội mùa đông á. Wow, dễ thương quá ha. Còn một cái thẻ khách hàng thân thiết gì trong này.
Vậy em gái kiểu nó không mở cái mũ này ra coi rồi. Trong mũ này nó có một cái tấm cạc ghi là khách hàng thân thiết được giảm 5% khi khách hàng sử dụng dịch vụ của lần tiếp theo rồi. Xong làm sao làm lộn vô trong đây rồi gửi qua Mỹ luôn. Mũ em đợi thử nha. Đẹp không ta? Em gái thấy đẹp rồi em gái ơi. Hả? Thấy đẹp không? Rồi thêm cái này nữa nè. Thêm cái này là cái mũ. Mũ của một chị yêu thương Sophia. Chị bạn của Kiều ở Việt Nam á. Đó thì chị mua tặng cho con của chị. Sẵn là chị đặt cha con của Kiều luôn. Thì cô gái Sophia nè có thêu cái chữ Sophia. Rồi cái mũ này là cái mũ đeo ha, thêu hàng này là hàng handmade và làm bằng tay đó các bạn. Đó thì chữ Sophia. Mà lúc chị chụp hình sao cứ thấy cái này nó bị lỗi. Sophia chỗ này là chữ A chứ không phải chữ E. Đó chữ A đọc Sophia. Đó còn chữ E đọc Sophia. Cho nên là chắc là Kiều kiếm cái chỉ này một nút giống như vậy Kiều gặp xuống vô đây cho thành chữ A đó các bạn. Chị đặt mà. Thì đó, cái này là cái đồ handmade. Đó thì cái chị đó chị đặt mũ cho con gái của chị nhỏ hơn Sophie. Tính ra là Sophie sinh 2020. Đó, con bé sinh là 2021, nhỏ hơn bé của nhà Kiều là 7 tháng. Đó, nhưng mà tính theo cái tuổi, theo cái năm là nhỏ hơn 1 tuổi đó. À, thì Sophie mẹ theo cho cái chị may á, chị theo thôi thành chú Y. Đây đọc là Sophia. Còn có chữ E phía sau là đọc Sophia. Đó. Không biết cái đợt mà Kiều đặt tên cho cô bé Sophia ở trong bệnh viện đó thì có những người Mỹ trắng á thì Kiều cũng nói hỏi họ họ đọc thì có chữ Y phía sau là đọc Sophia. Còn chữ này là chữ E thì đọc là Sophia. Đó thì Kiều đi dẫn baby của Kiều đi chích ngừa các kiểu này kia thì họ cũng toàn đọc là Sophia chứ đâu có ai đọc chữ E phía sau là Sophia đâu. Nên là Kiều đọc tên của con Kiều là đọc đúng không đọc sai. Nhưng mà có nhiều người bên đây á nghe Kiều đọc nói là Kiều đọc tên con của Kiều sai tại vì đơn giản là vì tiếng Anh á là nó có chữ Sophie chỗ này chữ E đọc là Sophia, còn Sophia mà chỗ này chữ E đọc là Sophia. Đó là chính xác là Mỹ trắng ở bên này họ đọc như vậy tại lúc làm giấy tờ khai sinh cho Sophia họ đọc. Rồi sau này đi chích ngừa cho baby thì bác sĩ Mỹ trắng và những người sống ở Mỹ đây nè đó người ta cũng đọc như vậy cho nên là Kiều đọc đúng. Cho nên là những người nào mà nói Kiều mà đọc sai tại vì do họ không có biết tên của con Kiều nó ghi như thế nào cho nên họ mới nói như vậy. Tại vì họ chỉ nghe đọc là Sophia thôi chứ họ không có biết là tên em biết hay xanh lệ ở cuối cùng là chữ Y hay là chữ E. Có là chữ Y thì đọc là Sophia, còn chữ E là đọc Sophia. Mỹ trắng, Mỹ gốc nó đọc là như vậy. Còn cái dân Việt Nam mình muốn đọc như thế nào là Kiều không quan tâm nha. Chứ không có ai mà ngu dốt mà đặt tên cho con mình mà không biết đọc đúng tên của con mình nha. Cho nên là những người nào mà nói Kiều làm ơn rút lại thu hồi lại giùm nha. Tại vì không có biết từng chữ trong tên giấy khai sinh của con Kiều là ghi như thế nào nha. Nếu muốn ở đây Kiều lấy cái giấy khai sinh cho coi nha. Chứ đừng có nói tên không đúng hèm hồ. Tại vì mấy người đâu coi giấy khai sinh của con Kiều đâu sao mấy người biết là ở phía sau nó là chữ Y hay chữ E. Mấy người chỉ nghĩ là chắc ở phía sau có chữ Y mà đọc Sophia nó Kiều đọc sai này nọ nó kia. Hèm hồ, dễ miệng nha. Quê gặp Kiều đưa giấy khai sinh cho nha. Cái này là Mỹ trắng, bác sĩ Mỹ trắng trong bệnh viện họ đọc. Cái lúc làm giấy khai sinh trong bệnh viện đó các bạn thì cho chị Mỹ trắng nó đọc giùm. Tại bên người Việt Nam mình muốn cho họ đọc để họ biết như thế nào. Đó nha, nói rõ ràng nha. Chứ Kiều bức xúc cái vấn đề này lắm rồi. Chứ không cũng không có gì. Chị mũ nó cũng quá dễ thương thì cảm ơn chị bạn nha. Cô gái Sophie chắc chuẩn bị cho cô ấy cái đội chụp hình.
Cái dễ thương ha, cái này là làm bằng tay và cái len này là len tóc dễ cho nên là đội sẽ không bị ngứa, cũng như là một cái nón để cho bí đội đi chơi ngoài trời, quá dễ thương luôn ha các bạn. Đó thì cái này là có nhiêu đây đồ đó, nhiêu đây đồ đó thì để cũng để vui ra xong hết một nhà rồi. Thì bây giờ là sẵn Kiều sẽ khui một ít đồ, một ít đồ mà của bà ngoại Sophia ở bên Việt Nam gửi cho em biết. Đây thì ở bên Việt Nam á, là họ sẽ có một chỗ là chuyên bán hàng xuất khẩu nha các bạn. Cái hàng xuất khẩu đó, đợi chút chút đi, tôi tắt cái máy. Đây sẵn là cho Kiều nói luôn nha các bạn nha. Thì có ở bên đây á, là nó là bà ngoại Sophia mua tặng cho Sophia. Ở bên Việt Nam là nó sẽ có những cái chỗ mà nó chuyên bán. Rồi thì Kiều nói luôn nha, thì ở bên Việt Nam á có những chỗ chuyên bán hàng xuất khẩu, là những cái chỗ đó là người ta gia công để người ta xuất khẩu những cái đồ hàng hiệu đó đi ra các nước khác để người ta bán. Nhưng mà kiểu như là nó may, kiểu như nó không được sắc sảo, không được đẹp lắm, chứ không phải là nó bị rách hay nó bị sổ chỉ hay nó bị như thế nào hết. Có nghĩa là mặt hàng nó vẫn rất là bình thường, nó không được 10 điểm. Những cái 10 điểm thì xuất khẩu đi bán các nước khác. Đó là hàng gia công ở bên Việt Nam. Khi mà các bạn mua đồ ở Mỹ ở đâu thì nó sẽ ghi lên mặt in Việt Nam, đó là hàng xuất khẩu bên Việt Nam. Thì những cái loại đồ mà được 10 điểm thì họ sẽ xuất khẩu đi nước ngoài. Còn những cái hàng mà chỉ đạt 9 điểm thôi hoặc là 8 điểm thôi thì họ sẽ không có xuất khẩu ra nước ngoài. Thì những cái mặt hàng đó họ sẽ bán ở bên Việt Nam. Đó, thì bà ngoại Sophia mua cho cô gái Sophia. Thì Kiều thấy mặt những cái đồ mà 10 điểm được xuất khẩu bên Mỹ bán đi, hay là những cái đồ mà kiểu như nó không được sắc sẻo, cái đường chỉ nén nó không được sắc sẻo thì được 9-8 thì bề mặt cũng bình thường thôi các bạn. Tại vì con nít nó mau lớn lắm, những cái đồ này mua về mặc chừng mấy tháng là xong thôi, chứ đâu có phải là phải mặc 5 năm 10 năm đâu. Cho nên là mặt nó giặt chừng vài nước là nó cũng ra hết, nên là cũng không cần phải quá cầu kỳ các bạn. Thì bây giờ là Kiều khui ít đồ của cô gái thôi cho các bạn xem. Nè, cái phôi đồ nè. Đó, bịch đồ nhiêu luôn đây nè. Wow, có cái bộ đồ bikini. Bikini cho cô gái Sophia đây nè. Sẵn thì mở đây thì cho các bạn coi. Nói tới là bực mình. Cái đồ này là trong cái thùng hàng ở bên Việt Nam. Đó, là gửi qua, là trong đó có mỹ phẩm Hàn Quốc của Kiều. Và có một ít áo quần nha, một ít áo quần. Thì đây nè các bạn xem nè, ở bên Mỹ là nó có cái chỗ qua mạc, thấy không? Đó, cái này là không phải là gì hết, là chỉ là Kiều chia sẻ những cái mà Kiều biết hoặc là đời sống hàng ngày cho các bạn xem thôi. Tại vì có những người ta không biết, kêu nó đồ Việt Nam mặc cái gì, giải Việt Nam cứ mặc cái gì. Không phải nha, tại vì do các bạn không biết, tại do các bạn chưa từng sờ đến những chất liệu, hoặc là các bạn chưa biết hàng xuất khẩu mà kiểu như nó không được đạt 10 điểm thì những cái hàng 9 điểm, 8 điểm đó họ sẽ bán cho người dân ở bên Việt Nam người ta dùng. Đó là những hàng xịn, hàng tốt. Thì các bạn xem nè, cái mạc đàng hoàng nha các bạn. Nó ghi chữ qua mạc nè, phải Mỹ có qua mạc không? Đó, rồi phía dưới nó ghi là 10 đô 97. Rồi, tiếp tục nè. Đó, ở bên Việt Nam nó bán nè 110.000 hàng Việt Nam. Nhưng mà ở trước là nó ghi chú Walmart. Nhưng tại sao nó không đẩy đi mà nó lại ở Việt Nam? Đơn giản là kiểu này có giải thích đó, là nó không được điểm 10 mà nó chỉ 9 điểm, 8 điểm thôi, thì sẽ để bên Việt Nam bán lại cho người dân bên Việt Nam. Thì cái bikini này trị giá là 110.000 đồng tiền Việt Nam, thì tính tiền Mỹ là 5 đô nha các bạn. Tính tiền Mỹ là 5 đô cho một cái bikini. Đó, các kiểu này kia nè, up 50% nè. Các bạn thấy không?
Kiều coi cái mạc nha. Cái mạc nè. Cái mạc này nó ghi là Disney Princess. Đây nè. Cho coi nè, Disney Princess nha. Rồi, ở dưới đây nó ghi chữ 4 40 dành cho baby 4 tuổi. Cho nên cái này rộng, tại vì Kiều kêu nếu có mua thì mua rộng rộng cho Sophia á. Lỡ như em ấy bây giờ mặc không vừa thì để dành mặc cũng được. Chứ mà nhiều khi mua những cái đồ nhỏ quá, bây giờ em ấy mặc không vừa, cái chăn lý bỏ. Đúng không? Phí, cho nên là mua đồ rộng, chẳng thề giờ mặc nó rộng không vừa thì mình để từ từ cho em ấy mặc. Chứ bây giờ là mua đồ nhỏ, em ấy mặc không vừa thì chăn lý bỏ. Đó, thì cái bộ đồ này, bộ đồ này là hàng xuất khẩu qua Mỹ nè, qua chợ Walmart nó bán 10 đô 97 sen, đó là chưa thuế, thì nó không được thang điểm 10, cho nên là được ở lại Việt Nam và mua với cái giá là 110.000 đồng. Giá hàng Việt Nam nè, cho các bạn xem rõ là 110 Việt Nam đồng, ok, là tương đương với 5 đô la Mỹ, 5 đồng nha các bạn. Đó, rồi chỗ này đã ghi qua mạng 10 đồng 97 sen đó. Cho nên là cảm ơn bà ngoại của Sophie đã mua đồ cho em bé Sophie. Và cũng cảm ơn dì On đã mấy chục lần dòng đi tìm, đi lựa những cái món đồ đẹp dễ thương cho cô gái Sophie. Chứ không phải là mình đi đến là nó sẽ có, nó có rất nhiều, nhưng mà mẫu mình không thích, nó không đẹp, nó không ưng. Đó, cho nên là một cái đầm bikini quá dễ thương luôn, con ái nàng tiên kế nè, dễ thương quá. Cảm ơn bà ngoại bên Việt Nam mua cho Sophie nha. Cảm ơn dì On bên Việt Nam đã đi cất công đi lựa nha. Đó, rồi tiếp theo nè, một cái đồ nữa nè. Đó, tại sao là Kiều lại quay kỹ từng chi tiết và nói dài như vậy? Đơn giản là vì Kiều muốn chia sẻ cho các bạn ở bên Mỹ biết, hoặc là những bạn ở bên Việt Nam, nếu mà muốn mua những cái mặt hàng xuất khẩu thì mình mua những mặt hàng này mình dùng cũng được nha các bạn. Chứ nó không phải là những cái gì hư. Nãy giờ các bạn thấy cái đầm, cái bikini này nó có bị hư gì không? Chẳng qua là nó không được đẹp, vẫn bình thường thôi, còn mới nè. Các bạn thấy không? Vẫn còn dáng mát, còn mới nè. Đâu phải đồ cũ, đồ second hand, đồ tầm bậy tầm bạ gì đó. Chỉ qua là nó không được điểm 10 thôi, cho nên là không xuất khẩu bán qua Mỹ. Cho nên những đồ này nó ở Việt Nam đó, chứ ở đâu mà ra. Bảo vậy nè, các bạn thấy không, nó vẫn bình thường, chỉ giải dốc bình thường, vải vẫn đẹp bình thường với gì đó, đâu có gì đâu. Rồi những bộ đồ này cũng vậy luôn nha các bạn, những bộ đồ này cũng là hàng xuất khẩu luôn nha các bạn nha. Đó, wow, dễ thương ha, mặc áo mùa hè nè, dễ thương ha. Mấy cái hàng này cũng hàng xuất khẩu luôn nha các bạn. Nhưng mà cái này nó không phải là xuất khẩu đi Mỹ, mà là nó xuất khẩu đi Hàn Quốc các bạn à. Áo này là cái quần này chắc em bé Sophia chắc phải 2-3 tuổi mới mặc vừa, thì Kiều cứ để dành nó, từ từ cho em ấy mặc. Đó, chỗ này nó cũng vẫn ghi nè. Dễ thương quá, dễ thương luôn, vải vóc luôn, rất là đẹp, rất là đẹp nha các bạn ơi. Chắc cái bộ đồ màu hồng cũng dễ thương quá đi nè. Nó ghi 9-12 tháng, 80cm. Thì bây giờ là cô gái Sophia của Kiều được 11 tháng mấy là mặc cái này vừa nha bà ngoại. Bà ngoại gì On, gì On là hiện tại là cô gái Sophia mặc vừa nha. Cái này ghi 9-12 nè. Đó, hồi bữa là Kiều nói tao nếu mua thì mua 18-24 tháng, tại đồ 12 tháng là Kiều sắm rồi. Mà chắc thấy bộ này dễ thương mới lấy cho xem. Nhiều đồ lắm mà sao. Đây một bộ đồ, cái quần ấy nè, dễ thương quá ha. Cho cô gái Sophia mặc ở nhà cũng như mặc ngủ. Ủa, rồi đây rớt cái áo. Rớt cái áo đây. Đó, rồi. Để tôi lấy đồ của cô gái Sophia cho các bạn xem tiếp cái này. Tại vì mấy cái đồ của Kiều á là Kiều không có cho các bạn xin được, tại có mấy cái đồ thầm kín không cho các bạn xin được các bạn. Đó, để Kiều nói cho các bạn nhiều cái thầm kín là ở Mỹ á, thì cái đồ lót của nó mặc rất là đẹp, nhưng mà có một cái như thế này là cái áo lót của
ở Mỹ gọi tắt ra để từng địa phương là áo mực. Thì ở Mỹ nó cái mút nó không được dày cho lắm, kiểu muốn có những cái áo mực mà có cái mút nó dày một tí xíu, nó có cái rộng nữa để khi mình mặc những cái đồ sexy nhìn nó sẽ đẹp hơn đó. Cho nên là kiểu có một ít đồ nội thất ở bên Nam và cái đồ lót tại những cái mút nó dày. Còn ở bên Mỹ là kiểu có đi mua nhiều áo mực rồi nhưng cái mút nó không được dày, nó chỉ mỏng thôi các bạn. Nó là bởi vì cho nên nó có đồ nội thất lộn xộn nên là không cái dép mở ra, sợ mở ra nửa chừng thì rớt những đồ đó đó, thành ra bởi vậy. Rồi cũng có những cái đồ thầm kín nữa. Rồi chung với em nói là cái đồ ngủ đồ mặc giữa nhà cái gì thôi nên cũng không có gì to tát, cũng không có có quay cho các bạn xem. Thì trong này nó có một cái giỏ, không biết cái giỏ này của ai hay là ai bỏ lộn vào. Thì cái giỏ này không biết có bỏ lộn này của ai không, mà sao có ở trong này ta, hay có khi nào Trust for Life Lanier. Cái này là cái giỏ ăn cơm của Hàn Quốc nha, hiệu Lanier nè, nó mỹ phẩm Lanier nè. Cái này chắc để kêu gọi điện thoại kêu hỏi dì On nha, tại vì thấy cái này nên là chắc có thể là dì On sắm cái hộp này. Tại bữa kêu nói là nay mai mà cái cho cô gái Sophia đi học đó, đi nhạc trẻ thì chắc cũng phải sắm một cái đồ để mà để cơm, để đồ ăn, để chéo cho cô gái Sophia. Thì chắc có lẽ là dì On sắm của dì On bên Việt Nam sắm cho nè. Cái lọ giỏ này của Lanier là thương hiệu của Hàn Quốc mỹ phẩm đó các bạn. Thì cái này hồi bữa không thấy nói mà bữa nay gỡ ra lại thấy, chắc có lẽ là để kêu spray đó các bạn. Nó hồi nãy là gỡ ra cái đó là cũng hơi bị ngạc nhiên nha. Tôi vừa lấy đồ của cô gái Sophia đây cho các bạn xem. Cho các bạn xem sẵn chưa? Mấy cái đồ đây là cái đồ của Kiều nè. Đồ áo quần của Sophia nó nhiều lắm, cái này không phải. Nhiều lắm rồi, xe bây giờ nó có một bật cái xe. Nhiều lắm. Tại hồi bữa là dì On bên Việt Nam với bà ngoại á mua về xong mở ra cho kiểu xem trước sơ sơ rồi chứ không có cho xem kỹ nhiều, thì nó nhiều đồ lắm. Thì sao bây giờ có cái bịch đây không, không biết nó có nằm trong cái thùng hàng nào nữa không, để kiểu xem lại coi, cái kiểu xem lại từ từ coi, kiểu xem lại từ từ coi. Sophia hồi bữa là nhiều lắm luôn. Mà sao bây giờ lại cái gì đây? À đây, đây các bạn, bịch đồ đây. Nãy giờ là của cô gái Sophia, mà Kiều lại nghĩ là đồ của của Kiều. Mở điều kiện nãy giờ, để tôi coi cái bịch này nữa không nha. Đồ này hả? Để lộn đồ đây ta. Tại vì thấy có nhiều món đồ. Rồi ok, thì bây giờ là Kiều phun cái thùng hàng này cho các bạn xem nè. Bây giờ Kiều phun cái bịch đồ này. Là đồ của bà ngoại vui cho quá xe kê. Sắp luôn nè, nó à bữa là có nói sơ Kiều mở sơ Kiều xem mà qua cảm ơn bà ngoại nhiều nha, cảm ơn bà ngoại đã chi tiền và cảm ơn dì On đã cấp công lặn lội đường xế chạy quẹo đường các nơi để mà mua cho Sophie quên một sắp nè các bạn, một sắp đồ. Đem một con mấy cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tám như một mớ này nữa là mười mấy cái đồ nha các bạn nha. Wow, quá nhiều luôn. Thì cũng bây giờ là cũng tháng 6 rồi thì Kiều cũng đang chuẩn bị đồ cho mùa thu và mùa đông cho cô gái Sophia mặc ở nhà đó các bạn. Đó thì cho nói bà ngoại. Đây đồ 24 tháng đúng rồi nè.
cái này mặc ở nhà, mặc ở nhà. Rồi cái này cũng 12 tháng nè, sẵn cho các bạn xem luôn cho kịp. Đây nữa nè, sẵn nè. Mấy cái này đồ 24 tháng nè các bạn, thấy ghê không? Thì trong này nó ghi là Made in Cambodia. Thì những cái hàng này nó cũng xuất khẩu qua Mỹ luôn nha các bạn. Tại vì Kiều mua áo cho Sope nhiều rồi, cho nên là Kiều biết. Nên là Kiều biết những cái phần chữ này nè, y những cái áo cổ ngon gái của Kiều mặc luôn. Nhưng mà cái này thì nó chưa có làm mẹt. Cái đầm bikini với là mấy cái đồ nãy là nó có làm mẹt. Còn cái này là kiểu như nó không được trang điểm 10 nên nó chưa có mẹt. Đây là những đồ xuất khẩu nó ghi Made in Cambodia nè. Mà không phải một cái này, là cái này vừa cũng mới thấy nó cũng ghi vậy luôn á. Đồ đây là đồ xuất khẩu ở bên Mỹ nha, trang Mỹ các bạn nè. Đồ dễ thương, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Cái này cũng 24 tháng, Jewel of Mine. Nè, các mẹ bỉm sữa là ở Mỹ á, các mẹ hay mua đồ cho con gái thì các mẹ sẽ biết cái những cái thương hiệu này. Đây là những cái hiệu đồ ở bên Mỹ. Kiều mua đồ cho baby của Kiều rất là nhiều rồi nên là Kiều nhớ. Thì những cái hiệu này nè, đồ bên Mỹ. Và cái này 12, cái này là đồ bên Mỹ à, đồ này là xuất khẩu qua Mỹ. Và cái này là Cambodia. Đó, không phải là của Made in Việt Nam. Nhưng mà tại sao ở bên Việt Nam lại mua được hàng xuất khẩu rẻ tiền này? Tại vì đơn giản khi nó được không được thang điểm 10, không được xuất khẩu qua Mỹ, thì nó sẽ xuất khẩu bán trong nước cho người dân nội địa họ dùng. Hoặc là nó sẽ xuất khẩu qua những cái nước mà nghèo hơn. Tại vì Việt Nam nó nghèo hơn Campuchia là Campuchia nhiều mà. Cho nên là nó xuất khẩu qua, ai mua được thì mua. Cho nên là mình sẽ mua được những cái mặt hàng này là những mặt hàng xuất khẩu đi Mỹ, không được thang điểm 10 nha các bạn. Vẫn là đồ hiệu. Đó, tại vì con gái của Kiều sinh ra ở Mỹ rồi, mặc đồ chất liệu Mỹ nó quen rồi. Cho nên là bà ngoại cũng muốn mua cho cháu ngoại một ít đồ gì đó để mà làm quà cũng như là mặc. Thì mua những cái vải vóc ở bên Việt Nam sao nhiều khi bí mật không có hợp với cái làn da. Tại vì baby da nó rất là nhạy cảm. Cho nên là mới đi lặn lội đường xa xa xôi, em Kiều nó đi mấy chục vòng luôn đó, để nó tìm được những cái mặt hàng đó. Thì lại sẵn là lựa mẫu cho nó đẹp nữa. Tại vì những cái mặt hàng này nó không có nhiều, nó chỉ có một số ít thôi. Và những người nào nhanh tay sẽ lựa được những cái mẫu đẹp. Còn những người nào không nhanh tay thì bắt buộc là phải hốt những hàng xấu thôi đó. Thì đâu có nhiều đâu. Thì cái này chấm bi cùng con gái con lứa đó, dễ thương tí xíu không đó, cũng không có nhiều. Thì mà những cái mẫu đồ này vẫn lấy luôn. Tại vì mặc ở nhà mà, không phải đồ mặc đi chơi ngoài đường, cũng không còn phải quá cầu kỳ kiểu như vậy là được rồi. Đây thì nó cũng ghi nè, đó các bạn thấy không, thì mẫu đồ này cũng dễ thương nha. Mấy đồ này mặc ở nhà, just for you, hình hai con hạt giấy dễ thương. Này thì 18 tháng nè, hoa mùa màu đen dễ thương. Em Kiều nó đi mấy chục chỗ nó lựa đồ lựa đạt, tại vì đồ mẫu đẹp nó hết rồi, toàn mà mấy mẫu nó không có đẹp cho nên là cũng rén. Cái này cũng vậy nè, cái này là Be Happy Today. Mặc ở nhà mà ngủ ở nhà rồi vậy thôi. Đây là 12 tháng hả, 12 tháng là bây giờ Sophia mặc chắc cũng vừa quá. Cái này có để gỡ cái này ra để mà gửi tẻ nè. 12 tháng chắc dễ thương quá nên gì ông anh lựa đó. Tại vì Kiều nói mua 18 chứ 24 tháng thôi. Tại vì 10 giờ Sophia cũng 11 tháng mấy rồi các bạn. Thì thôi bộ này để buổi tối Sophia mặc ngủ cũng được nè. Cái này nhìn dễ thương ha, Super Hero. Wow, bộ này. Cho nên là đồ áo quần nó không được nhiều màu hường. Tại lý do là đồ xuất khẩu số lượng có hạn rất là ít đó. Cho nên là những cái số ít đó, hoặc là những cái hàng mà không được thì 2 đến 10, mà những cái nước Campuchia đó họ xuất qua Việt Nam cũng rất là ít. Cho nên ai nhanh tay lị tay hoặc là biết thì họ sẽ lựa những cái mẫu đẹp trước. Còn lại những cái mẫu nó không được đẹp cho lắm là theo Kiều nghĩ thôi. Chứ còn những cái mẫu này nó vẫn dễ thương, nhưng mà mình không có thích chi lắm đó. Thì mấy cái mẫu này Kiều thấy cũng dễ thương, không dễ thương nhiều nhưng mà cũng dễ thương ít đó. Thì cái mẫu này là 18 tháng nè,
Tết Baby này, rồi những cái mặt hàng thương hiệu bên Mỹ nó bán không đó. Hai bông vàng dễ thương nè, này cũng 18 tháng. Cũng có phía sau luôn nè. Có phía sau là kiểu như mình thay tẻ cho nó dễ đó. Kiểu thay tẻ cho dễ đó. Cho nên là không có nhiều đồ màu hồng. Mấy cái bộ đồ này là mặt ngủ nè. Mua mấy bộ đồ này mặc ngủ rồi cho Sophia đó. Qua bộ đồ con mèo dễ thương quá ha. Bộ đồ con mèo này nó có ri nè. Đó, các bạn thấy không? Mạc nó gắn nè. Gắn tới lại túi lũ bên là Disney, gọi là Disney. Bên là S&M à. Đó, các bạn thấy không? Gắn nè. Gắn bán đi qua Mỹ đó mà rốt cuộc không được thang điểm 10. Phải để lại Việt Nam xuất khẩu với người dân nội địa người ta dùng á. Nó bộ đồ nó cũng bình thường, vải lắm nó cũng đẹp. Đâu có bị sứt chỉ sờn da đâu. Đồ riêu 100% vải ít xếp riệt. Đó các bạn thấy không? Ít xếp riệt luôn thấy không? Đó, rất là dễ thương luôn. Đó, thì một mớ đồ này đó, của Sophia. Khui xong hết rồi, giờ là Kiều khui qua cái này. Những cái mặt hàng này Kiều khui được cho các bạn thì sẵn được khui để sẵn cho các bạn xem luôn ha. Còn mấy cái đồ kia là Kiều không khui được tại vì bỏ nhiều khi thì sợ bị rớt đồ hàng nên là không có bỏ gỡ ra được. Thì cái này Kiều gỡ ra nè. Mình gỡ ra. Rồi, Kiều mới xuống lấy cái chiếu xong Kiều lên nè. Chồng lấy cái chiếu mà cắt cũng thiệt thề. Không, Kiều cắt tốt, cắt cho một chút xíu à. Thiệt thật. Rồi, thì chị cũng mới xuống được cắt nè. Gối mà 4-5 lớp bịch nhựa gỡ bất mệt luôn. Chị cắt ra được mớ đồ à. Đó, bây giờ là Kiều cho các bạn xem coi thử. Yên bái Kiều mua cho Kiều gì nha. Trời, mua bông tai ha. Bông tai bên này quá trời luôn. Yêu không hết. Vậy thôi, cảm ơn dì On nha. Bông tai dễ thương quá trời luôn ha. Bông tai bên này Kiều điên, Kiều mua nhiều lắm. Đi không có hết. Xong cái gì on đi thêm mới cho chị. Wow, mấy chị cũng dễ thương ha. Nè, đó, em gái chị mua mấy chị này cho chị nè. Theo cái báu sâu sâu hốt cấp nữa nè. Đó, cảm ơn gì on nha. Mua nhiều cái dễ thương quá nè. Cái này là mua gì hồng. Chị Hồng thích mấy cái đồ cột tóc này nè. Đó, thầy mua dây dì Hồng. Đó, sẵn mấy cái này dì Hồng thích cột thì cột, cũng cột thì để con cột cũng được nè. Đó, Kiều cũng hay cột mấy cái này cho nó khỏi đau tóc. Cột mấy cái dây thao thun cứng cứng kia đau tóc á. Rồi, thầy cái này dễ thương nè, Kiều thích này nè. Các bạn thấy dễ thương không?
ở bên Mỹ nó có bán rất là nhiều, nhưng mà nó bán trơn thôi, trắng xanh vàng đỏ tím vàng thôi, chứ nó không có bán những cái kiểu hoa văn màu kỳ dễ thương như vậy nè. Đó, cho nên là em Kiều mua cho Kiều. Chứ hồi bữa là Kiều có mua rồi, Kiều mua 5 cái rồi, giờ để đâu không nhớ luôn, mà cũng chưa xài luôn, để đâu không nhớ luôn. Cái này cũng của dì Hàm luôn à. Rồi cái này dì On mua tặng cho cô gái Sophia nè. Đồ đây bóp cái điện nè. Đó, cục đây là bóp cái điện nè các bạn. Hay không, dễ thương không, mua cho con gái rồi mẹ điêu ký nè. Điêu ký đây cho nó giãn ra, cho nó đỡ đau đầu. Đó, dễ thương dễ sợ không. Rồi cái này cũng là mấy cái đồ cục tóc thôi. Rồi xem cái gì nữa đây. Xem cái này nữa nè. Rồi lại xem một cái này nữa. Rồi này, cái nơ này hả? Cái nơ này hồi bữa Kiều nói em gái Kiều mua cho Kiều cái. Cái nơ này nè, Kiều thích ở bên Việt Nam nè. Em gái Kiều mua về cho Kiều. Tại ở bên Mỹ nó cũng có bán nơ này rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ bán cái màu trắng thôi. Và Kiều thì không thích những cái nơ mà đeo trong cái tóc phía sau là màu trắng, Kiều không có thích. Kiều thích ví dụ như màu nâu, rồi màu hồng nút, hay là màu hồng bi, các kiểu này kia thì Kiều thích, chứ màu trắng Kiều không thích. Đó là em gái Kiều nó mua cái nơ. Em nó tiểu thư công chúa một chút lắm nè. Em dễ thương tiểu thư công chúa một chút lắm nè. Rồi một cái kiểu bấu này dễ thương ha. Dễ thương chứ hả. Chắc phải dặn tóc con đâm xuống rồi. Dễ thương ha. Quá dễ thương luôn. Em được bóp lại. Các bạn chìm. Nhấp nháy nè, một kiểu nè, hai kiểu nhé chậm, cái một là nhấn nhanh, hai là nhấn chậm. Cái bè là đứng nè. Không dễ thương ha, đây cho cô gái Sophia bữa thôi nồi đi cho dễ thương. Đó, vậy thôi đó. Nghe đồ là của cô gái Sophia. Đó. Rồi. Đó, là xong cái bữa này. Là mỹ phẩm được có một về một ít thôi. Rồi áo quần các kiểu này kia kia nọ, rồi túi xách, đồ ngủ ở nhà, cũng như là ốp lưng điện thoại, ốp lưng iPad, rồi đồ cột tóc, kẹp nơ, cài đồ cho cô gái Sophia, rồi mũ. Nói chung là rất rất cảm ơn bà ngoại đã chi tiền, cũng như là cảm ơn dì On đã có công đi lựa. Và cái thùng hàng mà mỹ phẩm tiếp theo á, là ở trong đó nó có những cái món quà đặc biệt hơn. Đó là cái gì? Đó là quà tặng của bà ngoại dành cho cô gái Sophia nhân cái dịp thôi nôi 1 tuổi, là một sợi lắc tay vàng. Rồi dì On cũng tặng cho cô gái Sophia là một đôi bông tai vàng. Rồi sẵn ra ba mẹ của Sophia có đặt cho cô gái Sophia một cái sợi dây chuyền có cái chữ Sophia luôn. Đó, thì cái ba cái vàng đó cùng với cái thùng hàng mỹ phẩm nằm ở chung một kiện hàng thì hiện tại chưa về. Kiều cũng không biết tại sao. Cái vàng đó là Kiều mua có bảo hiểm nha các bạn, đóng bảo hiểm 15% luôn đó. Đó, thì cái thùng hàng mỹ phẩm đó đi hàng trước cái thùng này 2 ngày. Còn cái thùng hàng này đi sau 2 ngày nhưng mà lại đến trước. Còn cái thùng hàng kia đi trước 2 ngày nhưng mà hiện tại không biết nó nằm trôi dạt ở đâu. Bởi vì nó rất buồn các bạn. Chờ đợi cái thùng mỹ phẩm. Cái thùng mỹ phẩm đây á là có được 1-2 món để mà ship cho khách thôi. Còn cái thùng hàng kia là nó có rất là nhiều món hàng để mà kiểu ship trả cho khách. Rồi khách đòi quá rồi. Mà giờ không có hàng trả. Trời ơi, đau đầu dễ sợ luôn. Quá đau đầu luôn các bạn.
thì không biết có bị chuyện gì trục trặc xảy ra hay không. Tại vì nghe nói là nếu mình gửi tiền, gửi vàng ở trong những cái thùng đó là thuộc hàng cấm, nó không cho đi. Nhưng mà Kiều có đóng bảo hiểm rồi, thì cái bên mà họ nói là nếu mất là họ sẽ đền lại cho mình á, thì mình cũng yên tâm về cái vàng đó. Thì mình mua bảo hiểm rồi, mất là họ sẽ đền cho mình. Nhưng mà cái thùng mỹ phẩm đó của Kiều á, là mấy chục triệu luôn các bạn. Bây giờ Kiều không biết nó nằm ở phương trời nào. Thùng hàng của Kiều mấy chục triệu, rồi gửi tiền ship hàng hết mười mấy hai chục triệu nữa, gần đau đầu quá các bạn. Gần 70 triệu đó các bạn. Bây giờ không biết nó nằm ở đâu luôn. Kiều mới nhắn tin hỏi rồi, hỏi là cái bên gửi hàng có nhận được thông tin gì ở bên Mỹ hay không. Tại vì cái những cái đơn hàng lần trước Kiều gửi á, là từ 3 ngày là nhận được. Nếu mà dính vào thứ bảy chủ nhật là 5 ngày là sẽ nhận được. Nó cái chỗ này nó gửi hàng nhanh hơn, cho nên cái giá nó cũng cao hơn nha các bạn. Còn hơn là mình phải ngồi đợi đến 2 tuần đến 3 tuần thì lâu lắm. Đó. Thì cái thùng hàng kia đi trước 2 ngày mà giờ chưa tới. Buồn quá các bạn, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Lo lắng lắm các bạn ạ. Tại cái vàng đó là, tại vì cái vàng đó là Kiều muốn nhận để cái thôi nôi này tặng cho cô gái Sophia có nhiều cái bất ngờ hơn đó. Cũng như là Kiều cũng mới mua thêm một ít đồ trang trí nữa, thì có mua thêm cái này nữa nè, một ít đồ trang trí. Trong cái tập vừa rồi là Kiều có phát là đi mua đồ trang trí thôi nôi á, thì Kiều cũng có mua thêm cái này nè, cái giấy để mà mua cái xe. Thì Daddy Sophia nói là thích cái xe kia điện tử cho bé ngồi chơi, sẵn là Kiều sẽ lấy một cái thùng giấy là Kiều gói cái xe đó lại, rồi Kiều lấy cái này bọc lại cho nó có cái sự mà bất ngờ, hoặc là mình khui quà cho bé thích đó các bạn à. Nhưng mà bây giờ không biết đâu luôn. Buồn quá các bạn. Buồn quá, không biết cái thùng mỹ phẩm của Kiều đi đâu rồi. Thùng hàng mấy chục triệu của tôi. Khóc rơm nước mắt, khóc thét luôn trời ơi. Kiều tưởng cái nó nằm ở đâu. Buồn quá các bạn ơi, đây không biết nằm ở đâu luôn đây. Chắc là Kiều sẽ liên lạc lại với cái bên gửi hàng để xem thử như thế nào. Ở bên Hàn Quốc cũng gửi qua cho Kiều thùng hàng đó, thì cái thùng hàng đó là tầm 2 tuần hoặc là hơn 2 tuần, tại vì nếu mà dính vào thứ bảy chủ nhật là phải tính hơi ngày. Buồn với hàng hóa chờ, tại vì Kiều canh hàng mỹ phẩm của Kiều là Kiều canh hàng sale, cho nên là những cái món hàng sale là Kiều sẽ mua về để cho khách hàng của Kiều có những cái giá thật là tốt. Rồi một ít là gửi ở bên Việt Nam, một ít là gửi qua Mỹ, là em gái của Kiều nắm hàng giữ hàng đó, có nắm hàng giữ hàng để mà khách order là ship liền. Rồi bên Việt Nam là em gái Kiều nắm hàng giữ hàng cũng mấy chục triệu, cái trăm triệu đó các bạn. Nói chung hàng hóa nó rất là nhiều đó, là chưa nói là một mớ thuốc ở bên Mỹ Kiều gửi về nữa, thì em gái của Kiều nó cũng đang nắm giữ. Thì mua hàng ở Kiều á là gồm có bán mỹ phẩm Hàn Quốc, thuốc phẩm chức năng Hàn Quốc, và tất tần tật những cái gì có ở Mỹ, ví dụ như này, nước hoa nè, thuốc, tất cả những loại thuốc hoặc là nước hoa nè, rồi cái những bạn nào mà có mua điện thoại iPhone mới ra rồi Kiều cũng có gửi về. Rồi những bạn nào có mua những cái mặt hàng mắc tiền như là những cái thuốc em bị Chanel hàng hiệu ở bên này, Kiều cũng có mua gửi về. Rồi những đôi giày, nói chung tất cả những mặt hàng ở Mỹ order là đều sẽ có hàng nha. Đó thì nhiều hàng hóa lắm, rất là nhiều luôn. Rồi Hàn Quốc thì mỹ phẩm Hàn Quốc Kiều chuyên canh sale. Ở Mỹ thì cũng có những mặt hàng nó đến lúc nó sale thì Kiều cũng canh sale mua cho khách hàng, hoặc là nhầm bị những loại mỹ phẩm của ở bên Mỹ nữa. Đó thì nói chung là Kiều mua hết, các bạn cứ order. Còn cái việc mà mua hàng và ship hàng là việc của Kiều nha. Đó thì các bạn cứ inbox cho Kiều theo số điện thoại bên Mỹ là +1 832 503 8774. Đó là qua số phone ở Mỹ gọi, hoặc là qua Zalo. Khi Zalo các bạn nhớ bấm mã vùng là +1 là ở bên Mỹ nha các bạn nha. Rồi trên còn trên Facebook của Kiều là gồm có các bạn liên lạc qua cái Jessica Hồ, Facebook Sophia Kiều, fanpage Sophia Kiều Cuộc Sống Mỹ, hoặc là qua bên Zalo. Zalo Kiều nè. Zalo là Sophia Kiều Shop, và một cái là Instagram.
Nói chung là có rất là nhiều cách để các bạn liên hệ với Kiều để mà đặt hàng mỹ phẩm Hàn Quốc hoặc là những order của bên Mỹ nha. Rồi rồi xong xuôi hết rồi thì cũng không còn hàng gì để khui cho các bạn xem hết. Thuốc thì Kiều cũng có khui cái tập vừa rồi đó, thì cái thùng thuốc này Kiều cũng đang chuẩn bị đi mua thêm, nhưng mà thời tiết ở Houston Texas này dạo này nó không tốt, 2 tuần liên tiếp mưa miết luôn, cho nên là không thể nào mà ẵm baby đi ra ngoài được. Là chồng Kiều cũng bận rộn, ít có thời gian để mình chở Kiều đi mua đồ, tại vì đi những đường xá xa xôi rồi Kiều không có lái xe cứng các bạn, nên là phải đợi chồng Kiều anh chở đi. Rồi nói quá nhiều rồi, thì cái tập này Kiều phát sóng hơi dài một tí xíu, nên là các bạn nếu mà yêu mến Kiều thì xin hãy xin full ủng hộ cho Kiều nha. Rồi nếu mà các bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy vui lòng cho Kiều một cái đăng ký và một cái nhấn chuông để những video mới tiếp theo bạn sẽ là người đầu tiên xem video của Kiều, của gia đình nhà Sophia Kiều. Và nhớ cho Kiều một like hoặc cho một cái comment những cái gì mà các bạn muốn biết về nước Mỹ hay là những cái gì mà các bạn tò mò. Comment ở bên dưới là Kiều sẽ trả lời nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Yeah 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 yeah.